không phải là dự án lớn nhất mà là dự án ấp ủ lâu năm nhất. Đó là một cái sản phẩm mà Hưng ấp ủ 4 năm nay Hưng mới phát hành được. Lâu nay Hưng vẫn nghe người ta nói là ô làm cái album gì thế 2 năm, 3 năm, 4 năm. Hưng nói là cái dự án mà trời làm gì anh album làm 5, 2 năm 5, 6 tháng làm xong cái album được easy rồi. Một đêm thu 2 bài là xong đó, thu chừng tuần lễ là xong mười mấy bài đơn giản thôi. Nhưng mà tại vì cái dự án này là cách đây 4 năm Hưng đã dự đoán được cái xu hướng âm nhạc nó sẽ trở lại theo cái màu sắc này. Thế nhưng lúc đó Bolero nó hấp dẫn quá, nó cuốn Hưng đi rất là mạnh, rất là xa. Cho tới khi Hưng quay trở lại, Hưng lôi những cái bài đồ dự án này ra thì nó bị cũ rồi, những cái hòa âm nó bị cũ thì Hưng phải làm lại. Mà đúng như Hưng dự đoán là năm ngoái là ca khúc Despacito nó làm mưa làm gió khắp nhạc đàn thế giới đó. Và không tiếc là mình đã dự nghĩ tới trước 4 năm mà mình cũng làm đó, mình làm mình một lo Bolero để mình diễn ra như vậy. Nhưng ít ra thì cũng có một cái Vela Saika cũng là cái kiểu đó, cho nên là cái dạng này nhất định phải làm ra cho bằng được, vì nó là album có thể nói gọi là đầu tiên của Hưng. Tại vì xưa nay mọi người cứ nghĩ album là có anh CD rồi anh cứ bỏ 10 bài vô xong rồi nhạc cũng luôn nó ra, sự anh không phải anh muốn một tổng thể thống nhất màu sắc trang phục hình ảnh và cả nội dung và thông điệp gửi đến cái khán giả là cái gì là album, còn cái trên một cái CD thôi. Thì đang